chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Liễu ơi. Một mẻ nước đường đạt chuẩn sẽ giúp vỏ bánh trung thu trở nên thơm ngon, mềm mịn và bảo quản lâu hơn. Video hôm nay sẽ chia sẻ cách nấu nước đường dùng cho bánh nướng trung thu. Nguyên liệu rất đơn giản gồm có 1 kg đường cát vàng, trắng hoặc nâu đều được, nhưng để màu nước đường ngon thì nên chọn đường vàng nha. 1 trái chanh, chanh xanh hoặc vàng, nếu vàng thì sẽ thơm hơn, và 600ml nước lọc. Đầu tiên cho 600ml nước vào nồi, rồi đổ hết đường vào và khuấy cho tan bớt đường. Nên chọn mua loại đường đã tinh luyện sạch, là các loại đường đóng gói có thương hiệu như đường mình đang dùng là đường Biên Hòa, thì khi nấu sẽ hạn chế được bọt bẩn, giúp thành phẩm sẽ được trong và đẹp hơn. Cho nồi lên bếp, đun và khuấy cho đường tan hết, rồi để nấu đến khi nước đường sôi. Chanh mình rửa sạch, vắt qua rây để loại bỏ hạt và tép chanh. Chanh là nguyên liệu giúp khắc phục được tình trạng lại đường, tức là sẽ xuất hiện lớp đường trắng đọng lại dưới đáy lọ sau khi để nước đường nguội hoặc để một thời gian dài. Bên cạnh đó, chanh còn giúp nước đường có thêm mùi the mát, nên bánh cũng sẽ có hương thơm dễ chịu. Sau khi vắt chanh xong, bạn nhớ giữ lại vỏ chanh nha. Nước đường sôi thì mình cho nước cốt chanh vào, tuyệt đối không khuấy nước đường nữa để tránh tình trạng bị lại đường. Nước chanh sẽ tự hòa tan trong nước đường. Mình chỉ hớt bọt trên mặt và hạ lửa vừa đủ để nước sôi lăn tăn. Cho phần vỏ chanh vào và ướp mặt xuống như vậy nha. Tục đun ở lửa nhỏ từ 50 đến 60 phút. Mình dùng muỗng sạch khô ráo để hớt bọt trong lúc nấu. Khi nước đường nấu được khoảng 45 đến 50 phút, mình vớt vỏ chanh ra được rồi nha. Để nấu lâu quá thì cũng sẽ bị đắng. Sau đó mình kiểm tra nước đường đã nấu đạt hay chưa bằng cách chuẩn bị một chén nước, nhỏ vài giọt nước đường vào. Nước đường khi rơi xuống, lan ra dưới đáy chén thành hình tròn và không bị hòa tan. Dùng ngón tay quẹt qua thành một đường như này là nước đường đã đạt rồi nè. Bây giờ thì tắt bếp và để nước đường hơi nguội. Mình sẽ bảo quản nước đường trong lọ thủy tinh, tiệt trùng qua nước sôi và để thật khô ráo. Dùng vá múc nước đường vào lọ thủy tinh. Không nên đổ vì các hạt đường bám ở thành nồi sẽ trôi theo nước và gây ra hiện tượng lại đường. Nước đường nấu thành công sẽ có màu nâu cánh gián hoặc màu vàng sậm đẹp mắt và đạt được độ sánh mịn, không loãng cũng không đặc. Để cho nước đường nguội hoàn toàn rồi mới đậy nắp, sau 7 đến 10 ngày là bạn có thể sử dụng được. Nước đường càng để lâu thì làm bánh sẽ càng ngon hơn, hoặc dùng làm nước màu gia vị kho thịt cá cũng